Vâng, và hôm nay tiếp tục Lê Tuấn lại lên thăm lại em Ba Ngàn, đời T3. Và có mọc luôn. Mọc chiều ngang nó tầm mới có khoảng 1m9, dài 3m. Bánh đôi, vỏ 9-0020. Cầu 5 tấn phải không chú nhỉ? Cầu 5 tấn có hộp số luôn các bác nha. Đấy, và để tiếp tục báo giá cho các bác vào dịp Tết, bác nào cần thì bác hãy điện cho em. Hiện bây giờ chiếc xe này đùi to 3.000 mà lại đùi to, đời T3, máy còn bao zin cho các bác, mặc số vỏ 9-0020, rộng 1m9, dài 3, dài 2m8 các bác nhé, gần 3m đấy. Rồi cao thì nó như vậy, thích cỡ ra, có mặc số tất cả mọi cầu số zin hết các bác nhé, số zin. Đấy, mọi số chỉ có cặp vỏ thì hơi mòn, mòn đuôi to 8 ốc xịn sò. Đấy, em báo giá các bác là 78 triệu. 78 triệu, 78 triệu, 78 triệu ngay thời điểm bây giờ vào dịp Tết Nguyên Đán. Rất mong các bác nào nhanh tay lẹ mắt, nhanh tay lẹ mắt, và các bác sẽ điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198. Lê Tuấn sẽ đưa các bác đến để các bác đưa về. Xe này không có trợ lực tự lái nhưng rất gì là nhẹ nhàng, nồi đồng cối đá nối về hệ phô ba ngàn thì phải nói là tuyệt vời các bác nhé, không có gì để nói, tuyệt vời. Đấy. Bao nổ luôn, xe đang đi kéo cày các bác nhé. Đấy, xe kéo cày kéo đổ về. Đấy, xe dạo này kéo cày, bên này một con nữa, phô 4.000. Đấy, và tí nữa em review riêng và có kéo cày kéo đổ về nhé, xe vẫn làm việc. Đấy, và bây giờ, đấy, thì em cũng review để cho các bác xem nha. Rất đẹp, phải nói cực kỳ. Nói về dòng phô 3.000 thì liền nhất là em này. 78 triệu cho các bác. Nếu bác nào mà lỡ mà chỉ cần điện Tuấn ơi, 75 triệu được không thì ok luôn các bác nhé. Đấy, có thể là chủ chấp nhận. Thì các bác tiền cà phê cho em một chút, hai bên. Đó là em vẫn gợi ý. Gợi ý cho các bác. Bởi vì em có quyền em gợi ý cho các bác luôn. Đây xịn sò này, 8 ốc. Nha, vỏ thì mòn rồi. Nếu gặp vỏ mà chất lượng một tí nữa thì không có gì để nói. Rồi, to, đùi to, rờ sướng. Các bác có đùi to thì em cũng thích chứ không nói gì. Mà bác nào hầu như cũng thích. Còn mà chân dài, mà đùi nhỏ chân dài thì chúng ta với không được đâu bác nhỉ. Tên nhiều lắm. Bây giờ mấy em đó mà bây giờ gọi là gái đó mà chân dài người mẫu thì bây giờ một đêm 100 triệu. 50 triệu, bèo nhất là 20-30 triệu các bác nhá. Cái đường dây gái vừa rồi. Nhưng ở đây thì kênh của em là kênh đùi to, là em phô đùi to. Mình rờ tí không sao các bác nhá. Đấy, không ai bắt bớ mình hết. Rất đẹp. Nói vì đùi to thì cũng thích hết, mạnh cực kỳ. Rồi, thứ hai ngay bên đít em đó là có một cái dàn móc và có luôn cho các bác móc khóa. Đầy đủ nhé. Đây. Số zin. Và sexy cực kỳ. Đấy. Số zin cực kỳ đẹp. Không có gì. Đây chỗ này. Chỉ cần khuyết này thôi. Có gì là đây. Khuyết xuống trong. Khuyết này xuống cái đập gặp xuống. Chặt đây xuống. Người ta cắt luôn. Người ta hàn đập xuống. Rất đẹp nhé. Và chú vậy làm anh như vậy. Đây. Đấy. Rất đẹp các bác. Tuyệt vời, đẳng cấp, đỉnh cao. Hộp số này là hộp số Đông Phen. Hộp số Đông Phen của Trung Quốc. Cái này 1m9 đấy chú nhỉ. Phố bì 2m. Dài 3m các bác nhé. 1m. Đúng rồi, 3m. Rất đẹp, gọn gà. Bánh đôi 9-0020. Đấy, sexy cực kỳ đẹp. Cầu 5 tấn. Cầu 5 tấn. Đó nhé. Đẹp. Tuyệt vời.
nếu như các bác nào dám trả một cái 75 triệu, có thể ok cà phê của bác luôn. Quá nha, thùng cực kỳ đẹp mì bạn. Còn cái kia thì không quan trọng, tháo ra bỏ vào. Đây các bạn, cực kỳ chững chạc và đẹp, và đẹp mắt. Có thấy không? Đeo vào. Đấy, mút luôn. Vỏ sau hơi mòn một chút nhưng không sao. Có nhé. Đây, sexy. Đẹp. Đấy, sexy. Quá đẹp. Ok các bạn. Cũng như bên kia, từ bên đây đi sang bên nơi đông, bên tây, những binh đoàn nối nhau ra tuyên chiến. Tất cả thì không còn gì để nói các bác nhé. Con heo này thì Tết này làm thịt này, mời Lê Tuấn lên này. Con heo này đúng heo, toàn chạy lông nhông, quần áo không mặc. Tây ba các bác nhé, tuyệt vời. Tây ba này, đấy, Tây ba, Tây ba, hoa mai đầy đủ, đấy, không sống một năm, heo cực kỳ khô ráo, đẹp. Cái này không cần phải nổ máy nữa, cực kỳ đẹp. Chú Kiên để máy ra nghe chú Kiên này. Mua chưa? Coi cái gì? Quá xinh đấy. Này đã vẫn đầy đủ. Rồi. Bình yếu. Được rồi, rồi. Rồi để bình. Rồi. Rồi ok. Và để tiếp tục thì bình nó yếu quá nên chưa đủ các bác nhé. Đấy. Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác video tập.